8761 3396 đúng không? Cái này sau khi gắn là sẽ giảm cái tin nhắn của mình. Số tiền của em tháng này 300. Có tháng trước anh bảo là em được lên gấp lên. Cái tháng này em phải 360.000 tháng. Không, chúng ta là một cái rồi. Đây không rồi. Cái gì tiền nhất đây? Em thấy cái cước thanh toán này có hài lòng. Nói chung là cũng tiện đấy ạ. Nhưng mà so với bên anh thì anh tiện hơn đúng không? Cảm ơn em nhé.